xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một món gỏi đặc biệt. Cô Đông bật mí ngay đi. Để biết được tên món gỏi này, mình cho phải trả lời được hai câu đố của cô trước đã. Sao khó vậy ta? Nhưng mà thôi không sao hết. Để bổ sung vào kho kiến thức ba nguyên liệu triệu món ngon thì lúc nào Minh Châu cũng sẵn sàng. Cô đố Minh Châu biết món ăn nào ở miền Nam có mà ở miền Bắc tìm khó thấy. Không biết em nói có đúng không, nhưng mà khi em ra ngoài Bắc á thì rất là khó tìm cái món hủ tiếu. Minh Châu là người cũng rất sành ăn đấy chứ. Nhưng cô đố Minh Châu, để thay thế hủ tiếu thì người miền Bắc thường sử dụng món ăn gì mà gần giống với hủ tiếu nhất? Món gần giống với hủ tiếu hả? À, có phải là món miến không cô? Chính xác. Mà nhắc tới món miến nha, là em nhớ những con đường ở Hà Nội như là Lê Ngọc Hân nè, Phùng Khắc Khoan nè, Lý Thường Kiệt hay là Hàng Điếu á, lúc nào cũng có những cái món như là món miến trộn. Một phá cách của miến nước nhưng mà ăn ngon lắm. Nghe là biết Minh Châu thích ăn cay và yêu thích gia vị rồi. Minh Châu đã trả lời rất đúng hai câu đố của cô. Bây giờ cô sẽ bật mí ngay món ngon trong ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn ngon được phá cách từ miến mà chỉ nấu trong tích tắc thôi. Đó là món gỏi miến thịt bằm. Cho khẩu phần 4 người ăn, các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau: 120g miến đậu xanh, 100g thịt nạc xay, 1/2 củ cà rốt. Để làm nên món gỏi hấp dẫn này, các bạn cũng đừng quên các gia vị của món gỏi: mùi thơm của cần tàu, củ hành tím, húng lùi, ngò rí, ớt hiểm, chút nước cốt chanh cùng các gia vị thông thường và vị chua dịu đặc trưng của giấm gạo Lisa. Cô ơi, em thấy là có nhiều loại miến lắm nha. Ngoài miến đậu xanh thì còn có miến dong nè. Sao cô lại dùng miến đậu xanh cho món này? Điều này thì cô nghĩ cũng tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng vì cô thích miến đậu xanh nên đã chọn loại nguyên liệu này. Trước tiên chúng ta bắt đầu sơ chế. Các bạn ướp thịt với 1/2 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Azingon, 1 ít tiêu. Bây giờ cô sẽ cho nước vào để thịt của chúng ta sẽ mềm, tơi và thấm đều gia vị hơn nè. Cái này rất là hay nè, em sẽ nhắc lại để quý vị khán giả cùng ghi nhớ. Quý vị khán giả thân mến, khi ướp thịt thì chúng ta sẽ cho vào một muỗng canh nước. Như vậy thịt sẽ tơi mềm đều nè, mà lại còn thấm gia vị nữa. Sau khi ướp thịt xong, các bạn sẽ cắt cà rốt thành những sợi nhỏ như thế này. Các bạn ướp thêm đường vào cà rốt. Các bạn nhớ cho một chút đường thôi, đừng cho nhiều quá thì cà rốt của chúng ta sẽ bị quá ngọt. Bây giờ mình trộn đều lên giúp cô. Tiếp theo, các bạn cắt cần tàu thành từng khúc khoảng 4 cm. Hành tím các bạn sẽ cắt thành những lát mỏng. Các bạn sẽ cắt húng lùi và ngò rí. Và cuối cùng các bạn nhớ đừng quên ba trái ớt hiểm này. Dập, đấy là linh hồn của món này. Chỉ trong tích tắc thì tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình phải vào chế biến ngay hả cô? Chưa đâu, còn một tô cà rốt này Minh Châu phải vắt ráo nước giúp cô. Dạ, miếng nữa là em quên mất. Bây giờ em sẽ đi vắt ráo nước ha. Cô đợi em một chút. Bây giờ các bạn hãy pha nước trộn gỏi. Khoan cô ơi, sao cô không đợi em? Cô pha như thế làm sao mà em thấy được? Thì đợi đi. Các bạn sẽ pha một muỗng canh đường với một muỗng canh nước nóng. Khi đường đã tan rồi, các bạn cho một muỗng canh nước mắm và 1/2 muỗng canh giấm gạo Lisa. Cuối cùng là 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Khuấy cho đều. Bây giờ các bạn sẽ phi hành tím cho thơm. Các bạn cho một ít hành tím thôi để xào với thịt. Còn chúng ta phải chừa lại hành, tí nữa chúng ta sẽ trộn gỏi. Khi hành đã thơm rồi, các bạn cho thịt xay vào. Thả nhỏ lửa xuống cho cô đi Minh Châu. Dạ. Minh Châu nhìn thấy thịt đã tơi chưa? Dạ thấy rồi, em thấy tơi nhiều lắm rồi đó. Khi thịt tơi có nghĩa là thịt vừa chín, chúng ta cho miến và 1/2 nước trộn gỏi vào dưới đều lên. Các bạn nhớ là chúng ta phải xào thật nhanh tay để miến của chúng ta sẽ giữ được độ dai. Quý vị khán giả thân mến, khi xào miến thì quý vị nhớ là xào thật là nhanh tay nhé. Bởi vì như vậy sẽ giúp cho miến giữ được độ dai. Sau khi miến của chúng ta đã nguội, các bạn chút ra một cái thố thủy tinh như thế này. Cuối cùng các bạn cho tất cả các thành phần còn lại vào. Các bạn đừng quên 1/2 nước trộn gỏi chúng ta đã để lại. Và cuối cùng bây giờ chúng ta sẽ dưới đều lên. Thấp thoáng có những cái điều nguy hiểm nho nhỏ, đó là những trái ớt hiểm được cô. Thực ra
nếu món ăn này mà không có ớt hiểm thì món ăn này thiếu đi điểm nhấn của nó. Dạ. Bây giờ tiếp theo chúng ta phải trình bày gỏi ra đĩa thì các bạn. Nếu chúng ta làm chúng như thế này, chúng ta sẽ cuốn miếng như thế này thì đĩa gỏi của chúng ta nhìn sẽ đẹp và hấp dẫn hơn. Dạ. Và các bạn có thể trang trí thêm hai cọng salad và miếng cà chua. Rất đẹp phải không các bạn? Bây giờ món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi. Minh Châu thấy thế nào? Em nhìn là cảm thấy là rất là muốn thưởng thức rồi đó. Có ngay. Cô mời Minh Châu dùng thử rồi chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả. Dạ, em cảm ơn cô. Nào. Món này ăn rất là thích thú bởi vì là miếng còn dai nè, cà rốt thì giòn ngọt, cộng với vị chua chua hài hòa, khéo léo của món này thì chắc chắn rằng không chỉ Minh Châu đâu, nhiều quý vị khán giả khác cũng sẽ rất thích đó. Ba nguyên liệu, triệu món ngon. Quý vị khán giả thân mến, gỏi miếng thịt bằm chỉ là một trong rất nhiều những món ngon mà chương trình gửi đến cho quý vị trong chủ đề ba nguyên liệu triệu món ngon và thời gian chế biến trong tích tắc. Hy vọng quý vị sẽ thành công và thường xuyên giữ liên lạc với chương trình theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc số điện thoại 0839308794 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Cô Đông và Minh Châu xin lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.